Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì theo cầu của mọi người thì hôm nay mình sẽ làm vị tướng La Villette. Thì cái vị tướng này là một vị tướng xạ thủ có cái chỉ số sát thương cũng rất là lớn nha mọi người. Thì muốn chơi tốt cái vị tướng này á thì cái phần quản bán ngọc với mọi người, bán ngọc là cái phần mình đánh giá quan trọng nhất, rồi sau đó mới tới trang bị và cái phù hiệu nha. Thì cái vị tướng này mình sẽ đi vào cái phần bán ngọc cho mọi người xem. Đây thì cái vị tướng này nè, hiện tại là tới mùa này luôn thì vị tướng này vẫn xài cái bản ngọc là tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng nha mọi người. Thì lâu lâu cũng có thể chơi bản ngọc top đánh được, nhưng mà mình thấy cái bản ngọc tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng á thì nó sẽ mạnh, nó càng về cuối game nó càng mạnh nha. Mình sẽ đi vào 10 viên ngọc đỏ trước. 10 viên ngọc đỏ sẽ là tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng. 10 viên ngọc xanh sẽ là công vật lý và xuyên giáp. Còn về 10 viên ngọc tím mình sẽ lên là tốc đánh tốc chạy là 10 viên nha. Ở đây một số bạn á hay lên chỗ này nè, ngọc tím hỏi mình nó là lên 10 viên, lên 10 viên công vật lý tốc chạy được không, thì mình nói hạn chế lên nha. Cũng lên được nhưng mà nó sẽ yếu, tại vì nó không có tốc đánh á, nó sẽ rất là chậm. Tại vì tướng này chơi cũng cần một số tốc đánh, nên là mình lên công vật lý tốc chạy không thì cũng không được nha mọi người, không ok. Nên là mình sẽ ưu tiên lên tốc đánh tốc chạy là 10 viên sẽ chơi tốt hơn khi là chơi lên 10 viên là công vật lý tốc chạy nha. Còn về các phù hiệu cho vị tướng này á, hiện tại chỉ có một cái phù hiệu phù hợp thôi, đó chính là cái phù hiệu tinh linh 100% luôn. Tại vì đây là một xạ thủ mà sát thương từ cái đòn đánh tay thì mình sẽ chọn cái phù hiệu tinh linh, nó sẽ phù hợp nhất cho vị tướng này. Hiện tại là không có cái phù hiệu nào mà phù hợp hơn nha, thậm chí cả cái phù hiệu ma chú cũng không phù hợp bằng cái phù hiệu tinh linh luôn. Chỗ này mình sẽ chọn là tương phản, ở đây là bí quyết, ở đây là tinh linh, dưới đây mình chọn là siêu máu nè, chỗ này mình chọn sợ săn nha. Đó, còn về trang bị á, rất là đơn giản luôn, rất là dễ cho vị tướng La Villette luôn. Nó có một cái trang bị một không cần thay đổi nhiều, thì đầu tiên á sẽ là chiếc giày giữ mục nè, món thứ hai là thánh kiếm, món thứ ba mình sẽ ưu tiên lên cái vuốt hung tàn nha, món thứ tư là cung tà ma, món thứ năm chính là cái sao trời. Hồi lúc trước tên nó là diệt thần cung mọi người, bây giờ nó sửa lại là sao trời. Cuối cùng là cái giáp phong mệnh sẽ luôn phiên ra thế giữa mộc à, cái liềm đặc mệnh nè, hoặc là quả cầu quan xương. Rồi cái trang bị duy nhất chỉ thôi, nói chung là khi mà gặp thêm bạn một đội hình là sát thương rất thật hay là vật lý mạnh thì mọi người vẫn dùng cái trang bị này mà mọi người chơi nha, đánh nó tới tấp luôn. Trừ khi mà thêm bạn á mà sát thương vật lý mạnh quá hay là có nhiều tướng trâu bò cứng cáp á mọi người, thì có thể xem xét lên cây kiếm Phoenix thế cho cái vuốt hung tàn nha, vẫn được. Thì tùy vào, nếu mà gặp tên bạn mà sát thương mà vật lý hay là trâu bò quá đó thì hãy lên, còn không thì cứ như vậy mà chơi nha mọi người, nó rất là đơn giản luôn. Rồi vậy là xong rồi đó. Rồi đây là cái phần chia sẻ về tướng La Villette nha. Thì mọi người muốn làm gì tướng nào thì hãy like comment bên dưới, mình sẽ làm theo cầu của tất cả mọi người. Mình xin chào tất cả mọi người nha.